Paradise, nước hoa tạo nên vẻ ngoài sang trọng với thiết kế hình trụ, đầu nắp vàng kim được tạo hình bằng những chiếc vẫy mang đến sự khác biệt cho sản phẩm. Ngay những giây đầu tiên, ta đã có thể cảm nhận được hương thơm cay nồng của hồ tiêu, cho mình biết rằng đây sẽ là hương thơm mạnh mẽ và ấm áp. Những tầng hương tiếp theo sẽ là hoa mẫu đơn và hoa hồng đầy nữ tính. Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp tại Thụy Điển thuộc dòng Audi Parfum, lưu hương trên da trong vòng 6 tiếng với dung tích là 50ml, thiết kế dành riêng cho người phụ nữ lôi cuốn, quyến rũ và sang trọng. Tháng 7 giảm đến 40%, chỉ còn 629.000 cho một sản phẩm.